Những cuộc thi tuyển chọn công chức thường diễn ra một năm một lần, có nơi còn tuyển vài năm một lần, nên cơ hội rất ít và sự cạnh tranh cũng rất lớn. Chính vì lẽ đó mà hiện nay nhiều kẻ gian đã lợi dụng điều này để giăng những cạm bẫy lừa đảo. Mục tiêu của chúng là những người có tiền và có nhu cầu tìm một vị trí biên chế trong nhà nước. Thủ đoạn và chiêu trò của những tên này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây cùng với Trí Thuận để hiểu rõ hơn nhé. Gia đình tôi có duy nhất thằng con trai, nên mọi tình thương, mọi vốn liếng của cải, hy vọng tôi đều đổ dồn vô mình nó. Con tôi học ở chuyên ngành kinh tế, ra trường nay cũng được 2 năm rồi. Công việc thì cứ bấp bênh, không có ổn định, không đâu vào đâu hết. Nên khi tôi nghe thông tin có đợt thi tuyển công chức nhà nước được làm việc trong Bộ Tài chính, và mặc dù con tôi chưa từng làm việc ở cơ quan nhà nước, nhưng tôi vẫn chạy đôn chạy đáo hỏi thăm người này rồi người kia về hồ sơ thủ tục giấy tờ các thứ để con tôi được vô biên chế nhà nước. Ủa, đi đâu vậy anh Bảy? Dạ anh Sáu, tôi tính vô nhà bà Hai. Bữa trước á, tôi nói với anh á là bên Bộ Tài chính á, họ mở đợt thi tuyển công chức á, thằng con trai anh đăng ký chưa? Trời, mấy bữa nay tôi đang chạy ngược chạy xuôi để hỏi thăm ba cái giấy tờ thủ tục nè, mà không có hỏi được ai hết trơn á. Anh có biết anh chỉ giùm tôi đi. Hồi trước á, tôi rành vụ này lắm, nhưng mà bây giờ tôi hưu trí lâu rồi, không biết sau này á, thủ tục hồ sơ nộp á, có thay đổi gì không nữa. Thôi không ấy, để tôi tìm người quen tôi hỏi cho anh ha. Dạ, vậy có gì nhờ anh giúp giùm. Ừ. Bây giờ mà tôi phải chạy cái giấy tờ thủ tục cho nó, rồi cũng đang kiếm cái chỗ cho nó luyện ôn thi đó. Phải chi mà có cái chỗ nào luyện thi mà nó bảo đảm đậu 100% luôn thì hay quá. Bảo đảm gì, băng thua là con của anh á, thi rồi luyện thế nào rồi sẽ thi tốt thôi, chứ có gì đảm bảo. Ý tôi là cái chỗ nào nó luyện thi á, tôi thấy nó hay đăng á, mà nó mình trả tiền nhiều một chút cái nó bảo đảm đậu luôn. Ý là anh nói cái vụ đó hả? Dạ. Thôi không được đâu anh ơi, bây giờ khó khăn lắm đó. Thôi nói con anh cố gắng luyện thi ôn tập tốt đi để đạt kết quả cao nha. Có thể tôi giúp anh, tôi hỏi chỗ nào ôn thi tốt để tôi chỉ cho anh cho cháu tới đó ôn thi. Đừng làm ba chuyện đó nha, nguy hiểm lắm đó. Dạ nha. Chị nhờ anh giúp cháu giùm. Ừ. Có gì gia đình tôi hậu tạ. Trời, hậu tạ gì, giúp con cháu à. Thôi vậy nha, anh đi đâu đi nha. Rồi có gì tôi hỏi rồi tôi alo cho anh ha. Rồi cảm ơn anh. Tôi qua nhà hàng xóm hỏi thăm thêm thông tin về đợt thi công chức. Vừa về tới nhà thì tôi tự nhiên tôi thấy có một mảnh giấy ở trước cửa tôi nhà. Lớp ôn thi công chức. Mọi việc cứ thật là trùng hợp, tôi thì đang lo lắng về đợt thi công chức, lại gặp đúng ngay cái tờ rơi tuyển sinh khóa ôn luyện để thi công chức nữa. Vậy thì còn gì bằng nữa. Tôi quyết định tự mình sẽ liên hệ chỗ này để hỏi thêm thông tin xem sao mà không báo để cho con trai tôi biết, để nó khỏi bận tâm làm công việc hiện tại của nó. Tôi gọi điện thì đầu dây bên kia là một giọng của một người đàn ông. Sau khi tôi ngỏ ý muốn đăng ký khóa ôn thi này thì cậu ta hẹn tôi hen là vào ngày mai tại một quán cà phê gần trung tâm, vì cậu ấy có công việc gì đó ngoài đấy á. Để em gửi anh cái card visit. Gửi anh. Ủa vậy là thầy là hiện giờ đang công tác ở Bộ Tài chính luôn hả? Dạ đúng rồi, em làm ở đó hơn 12 năm rồi anh. Ồ, tôi á, ý định muốn cho con trai thi vô công chức đợt này là xin vô Bộ Tài chính làm đó. Thì có gì thầy giúp đỡ đó. Cái này cũng đơn giản thôi. Nhưng mà trước tiên cho em hỏi một số thông tin về cháu ở nhà. Đó là hiện tại con trai của anh đã ra trường chưa? Em nó là tốt nghiệp đại học hay là cao đẳng. Với lại do làm trong cơ quan nhà nước nên yêu cầu rất là gắt gao.
gia đình mình phải đảm bảo là không vi phạm pháp luật gì. Còn riêng em nó là chưa từng có tiền án tiền sự gì hết đó. Cái đó thì thầy khỏi lo, gia đình tôi là bảo đảm là đáp ứng đầy đủ mấy cái yêu cầu đó. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ anh chỉ cần cho con trai anh tới cái trung tâm của tụi em học. Trung tâm của em á là kinh nghiệm trên 10 năm rồi. Cho nên số lượng học viên đến đăng ký học và thi công chức á đậu rất là cao. Như vậy là nếu mà tôi cho con trai tôi tới cái trung tâm của thầy học đó thì là bảo đảm đậu hả? Dạ. Cái này em nói với anh luôn là đảm bảo đậu 100% thì em không có dám chắc, tại vì học tài thi phận mà. Nhưng mà mấy thầy trong trung tâm á cũng là viên chức nhà nước hết. Tụi em cũng từng học và thi rồi, cho nên có kinh nghiệm truyền dạy lại cho mấy bạn trẻ. Đây, em gửi anh cái lịch trình học với lại học phí luôn. Anh cứ xem qua, thời gian nào mà hợp với con trai thì anh đăng ký cho anh em nó học. Ấn tượng ban đầu của tôi là tôi tiếp xúc, nói chuyện thì tôi thấy cậu ấy là một người là khá là chững chạc, ăn nói lại từ tốn, điềm đạm. Cậu ấy đưa cho tôi xem cái thời khóa biểu và lịch rất là rõ ràng. Nói thật sự thì tôi chỉ xem qua loa cho có thôi, chứ thực ra ý định của tôi là một mặt muốn con học lớp ôn thi, mặt khác thì tôi muốn nắm chắc là con mình đã thi là phải đậu, phải vào được biên chế nhà nước, nên tôi cứ rào trước đón sau nó khi nói chuyện với cậu ấy. Ý tôi muốn là mình có cái cách nào đó mà con tôi nó đăng ký nó học rồi, khi mà đi thi á thì chắc chắn đậu 100% luôn, để mình khỏi có lo cái vụ mà học tài thi phận. Nói thiệt với anh, thông thường thì 10 người đến luyện ở trung tâm thì có xác suất thi đậu khoảng 5 người, có nghĩa là 50-50 á. Đó, tôi muốn là con trai tôi sau khi học xong nó đi thi nó nằm trong cái 5 người đậu á. Tôi sốt ruột lắm, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi quyết định là nói ra cái ý định của mình. Nói ra xong tôi cũng hồi hộp lắm, vì sợ bị phản bác lại hay từ chối. Vì thực ra tôi biết mình đang làm gì cái là trái pháp luật. Cách đó thì em có, nhưng mà nói trước cách này nó không có được hợp lệ cho lắm. Anh, tôi biết, nhưng mà tại vì cũng mong muốn nó tương lai nó tốt hơn mà. Bây giờ thầy cách sao á, thầy nói cho tôi nghe đi. Bây giờ á, em có một cách. Thì anh chỉ cần cho con trai anh theo học cái lớp ôn của bên em. Tới ngày, tới giờ thì cứ đi thi, đảm bảo sẽ đậu 100%. Đó, tôi muốn cái cách là như vậy. Vậy chi phí nó khoảng... Như anh cũng biết rồi đó, muốn vô biên chế nhà nước cũng cực kỳ khó, tại vì rất là nhiều người muốn vô. Cho nên á, bây giờ cần phải có 400 triệu thì mới vô làm cho Bộ Tài chính được. Nhiều vậy hả? Vậy nếu mà tôi chi cái tiền đó ra thì bên thầy có cung cấp lại cho tôi cái biên lai hay là biên nhận gì không? Em với anh cũng đều biết cái việc làm này á là mình đi đường sau, thì làm sao mà có cái chuyện biên nhận biên lai gì. Như vậy người ta bị lòi đuôi, người ta đâu có làm được cho mình đâu anh. Thì nếu như mà anh tin tưởng em á thì cứ giao cho em. Em sẽ cố gắng hết sức hết mình để cho con trai anh được vô biên chế. Nghe cậu ấy giải thích tôi thấy cũng hợp lý. Bởi vì những việc cửa sau ngoài luồng như thế này thì ai mà dám. Giấy trắng mực đen, ngồi việc chắc chắn. Con tôi đậu 100% ra. Cậu ấy còn nói thêm là gói phí này sẽ bao gồm luôn cả công việc. Lo công việc, lo bằng cấp, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, rồi chứng chỉ văn thư, lưu trữ nữa, chuyên ngành này nọ, rồi lo luôn việc giấy chứng nhận công tác cho con tôi đang làm việc trong một cơ quan nhà nước bất kỳ, để hợp thức hóa mọi thủ tục hồ sơ nữa chứ.
Rồi tôi nghe cậu ấy nói toàn những chuyện chuyên ngành, nắm rõ về kiến thức chuyên môn, nên tôi tin lắm. Nhưng số tiền cũng khá lớn, tôi cần cái thời gian để suy nghĩ nữa chứ. Vậy thầy, cái số tiền nó cũng hơi nhiều. Do đó thầy có thể là để tôi về nhà tôi suy nghĩ lại rồi gọi điện thoại sao cho thầy được không? Thôi được rồi, giờ anh cứ về suy nghĩ cho kỹ. Một là anh cho con anh học ở trung tâm em như bình thường. Hai là để đảm bảo đầu 100% thì anh nên làm theo gợi ý của em, đó là mình đi cửa hậu. Mà anh cũng nên tranh thủ đi, tại thời cơ đó cũng chỉ có một. Kỳ thi nó sắp tới rồi, nếu mà mình để trượt thì qua tới năm sau là tội nghiệp con nó. Nha. Thôi em có việc em phải đi gấp. Chào anh. Dạ. Cảm ơn anh. Thầy. Để đảm bảo đầu 100% thì anh nên làm theo gợi ý của em, đó là mình đi cửa hậu. Kỳ thi nó sắp tới rồi, nếu mà mình để trượt thì qua tới năm sau là tội nghiệp con nó. Vừa về tới nhà, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi. Vì tương lai tươi sáng của con mình, tôi quyết định sẽ làm theo những cái gì cậu ấy gợi ý. Lúc ấy tôi cũng muốn gọi cho con trai, nhưng lại sợ nó cản mình. Rồi dùng dàn qua lại, thì mất công lỡ mất kỳ thi và lỡ việc của con. Tôi cứ âm thầm một mình tôi, chỉ thông báo cho con biết là tôi tìm được cái khóa ôn thi cho con tôi rồi. Con chỉ việc tới và học và thi thôi. Mọi việc còn lại để tôi tính, tôi quyết định chuyển tiền. Thì chuyển tiền xong á, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy để hỏi xem có nhận được chưa. Thì tôi thấy lạ vô cùng khi điện thoại cậu ấy đã không liên lạc được, linh tính có chuyện không lành rồi. Nên tôi liền lấy danh thiếp mà cậu ấy đưa cho tôi á, số điện thoại bàn ở trên đó. Thì đúng là trung tâm ôn thi công chức thiệt, nhưng họ nói không có thầy giáo nào tên Kiên hết. Vậy là tôi biết mình đã bị lừa rồi. Sau chuỗi lại mọi sự việc á, thì tôi nhận ra rằng á, mọi việc đến với mình á, đều quá sức trùng hợp đi. Từ việc nhận được cái tờ rơi á, với nội dung khai giảng lớp ôn thi công chức, cho tới việc được gặp gỡ người thầy, người cán bộ làm việc trong bộ tài chính á, tôi đoán là có thể cậu ấy nghe ngóng và biết được tôi đang cần cho con mình vào biên chế nhà nước, nên cậu ấy chuẩn bị tờ rơi khóa học để tiếp cận tôi trước. Đọc xong nội dung tờ rơi á, tôi mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy á. Tôi gọi điện thoại hẹn thì cậu ấy chần chừ qua ngày hôm sau mới gặp. Mà gặp thì gặp tại quán cà phê, chứ không phải tại trung tâm nữa. Đáng lẽ ra tôi nên nghi ngờ việc này từ ngay từ đầu rồi. Nhưng cũng do tâm lý tôi lúc ấy, việc quan trọng là con mình phải đậu 100% ở kỳ thi công chức, chứ đâu có quan tâm tới khóa ôn thi này đâu. Gặp tại trung tâm thì làm sao tôi có thể bày tỏ được. Tôi cũng quá chủ quan sai lầm khi muốn lách luật mà đã vội vàng nôn nóng chuyển khoản cho cậu ta 400 triệu mà không kiểm chứng các nguồn thông tin liên quan đến khóa học hay là giáo viên tại trung tâm. Tình huống vừa rồi là một bài học đắt giá cho nạn nhân, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang có con em còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc chuẩn bị bước vào các kỳ thi quốc gia. Quý vị hãy nhớ, việc chạy biên chế công chức là một hành động gian lận, vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Vậy nên, một lần nữa, ban biên tập Chuyện Cảnh Giác mong quý vị phải thật tỉnh táo, đừng để những kẻ gian lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay tâm lý muốn đi cửa sau trong thi cử nhằm trục lợi. Tự lực cánh sinh luôn là điều tốt nhất, dựa dẫm chạy chọt một ngày nào đó rồi cũng sẽ gặp bất trắc mà thôi.